24 giờ ngày 23 tháng 5 nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch, Ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức lễ tắm bà. Đây là một trong những lễ quan trọng thuộc lễ hội cấp quốc gia với bà chúa xứ Núi Sam năm 2022. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiết Hùng, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Dĩnh Nguyên và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, thành phố Châu Đốc cùng hàng ngàn du khách đã đến dự lễ. Lễ tắm bài diễn ra trong không khí trang nghiêm theo các nghi thức truyền thống. Trước khi thực hiện nghi thức tắm bà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng đoàn dân quân chính đảng thành phố Châu Đốc đã dân hương lên tượng bà chúa xứ núi Sam. Lễ hội cấp quốc gia với bà chúa xứ núi Sam năm 2022 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5, tức từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch. Phần lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống như chương trình mai áo bà, lễ phục hiện rước tường bà chương trình nấu nước tắm bà lễ tắm bà lễ tỉnh sắc ông thoại ngọc hầu từ lăng mộ về miếu bà lễ túc yết và xây chầu lễ chánh tế lễ hồi sắc đưa sắc ông thoại ngọc hầu từ miếu bà về lăng mộ